Baby bus. Những món ăn mua về thì phải đặt vào trong tủ lạnh. Có dăm bông, cà rốt, trứng, trứng, thịt bò, sữa, tương ớt. Bạn thật là giỏi. Nếu ăn cơm xong thì phải dọn dẹp bàn ăn. Bạn thật là giỏi. Bên trong bồn rửa bát bẩn quá, hãy nhanh dọn dẹp lại nào. Lọ đựng gia vị. Thì là muối, máy tạo bọt, nắp nồi. Bạn thật là giỏi. Bát và đĩa thật là bẩn, hãy nhanh rửa sạch nào. Phải sử dụng nước tiết kiệm. Đã rửa bát xong, hãy nhanh đặt bát vào kệ ở bên trong bát rửa nào. Bát, cốc, thìa, đĩa, cốc, đĩa, thìa. Bạn thật là giỏi. Giày dép đang để lung tung khắp nơi, hãy sắp xếp gọn gàng theo từng đôi nào. Bạn thật là giỏi. Kính bẩn quá, phải lau dọn cho sạch mới được.
Bạn thật là giỏi. CD để lung tung khắp nơi, hãy nhanh xếp lại vào kệ nào. Bạn thật là giỏi. Đồ chơi đang đặt lung tung khắp nơi, hãy nhanh sắp xếp lại theo từng loại màu sắc nào. Bạn thật là giỏi. Giá sách bừa bộn quá, hãy đặt sách ngay ngắn lại nào. Bạn thật là giỏi. Hãy treo ảnh lên tường tùy theo hình dạng nào. Bạn thật là giỏi. Sàn nhà bẩn quá, hãy nhanh lau dọn nào. Quạt. 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 Bạn thật là giỏi. Dụng cụ văn phòng phẩm để ngổn ngang trên bàn, hãy nhanh dọn dẹp lại nào. Bạn thật là giỏi. Chiếc gương bẩn quá, hãy nhanh lau cho thật sạch nào. Bạn thật là giỏi. Trên giường thật là bừa bộn, hãy cùng dọn dẹp lại nào. Thank you.
là giỏi. Sàn nhà bẩn quá, hãy nhanh lau dọn nào. Quần áo bị lẫn lộn với nhau rồi, hãy nhanh phân loại lại nào. Bạn thật là giỏi.